Hội An là thành phố du lịch tốt nhất châu Á. Loạt ông lớn công nghệ chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Kết án oan, nguyên chánh án và thẩm phán bị kỷ luật. Lần đầu tiên trong lịch sử, đập thủy điện Trung Quốc mở toàn bộ cửa xả, khiến cá bầy đầy trời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Hội An là thành phố du lịch tốt nhất châu Á. 2 năm liên tiếp 2019-2020, Hội An đứng đầu trong top 15 thành phố du lịch tốt nhất châu Á do độc giả báo Mỹ Travel and Leisure bình chọn. Hàng năm, khảo sát lấy kết quả các giải thưởng du lịch World Best Award của Travel and Leisure đều thu hút đông đảo độc giả tham gia bình chọn và đưa ra ý kiến về top các thành phố, đảo, du thuyền, điểm spa, hàng không. Với mục giải thưởng các thành phố du lịch tốt nhất, họ đánh giá từ các điểm du lịch, văn hóa, ẩm thực, tính thân thiện và các điểm mua sắm. Trong top 15 thành phố du lịch tốt nhất 2020, phố cổ Hội An của Việt Nam được bình chọn nhiều nhất, đánh dấu 2 năm liên tiếp đứng đầu giải này. Travel and Leisure giới thiệu, Hội An từ lâu là điểm du lịch hấp dẫn, du khách thế giới đến tham quan, tìm hiểu các kiến trúc cổ, nhịp sống đêm thú vị và những dòng kênh chảy quanh thành phố. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt gây ấn tượng với độc giả của trang này là văn hóa và con người Hội An. Một người hâm mộ thành phố cổ bình luận, văn hóa chính là hồn cốt của nơi đây, Hội An rất sống động và nhiều màu sắc, người dân ở đây rất thân thiện và đồ ăn thì ngon tuyệt hảo. Một ý kiến khác cho rằng, du lịch Hội An như đưa họ tới một ngôi làng lãng mạn và nhiệm màu. Đến phố cổ Hội An, chỉ cần thuê một chiếc xe đạp với giá rất rẻ là có thể tham quan khắp các điểm, cũng là lý do thành phố được nhiều du khách ưa thích. Loạt ông lớn công nghệ chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. LG, Panasonic hay Foxconn, nhà cung ứng của Apple, đang có kế hoạch mở rộng đầu tư chuỗi sản xuất tại Việt Nam sau Covid-19. Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng của Bộ Công Thương, cơ quan này ghi nhận một số tập đoàn công nghệ lớn thế giới đang lên kế hoạch dịch chuyển chuỗi sản xuất, đầu tư sang Việt Nam. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn đón làn sóng đầu tư này, Bộ Công Thương nhận xét. Trong số những tên tuổi lớn được bộ này nhắc tới gồm LG, Panasonic, Foxconn, nhà cung ứng linh kiện cho Apple. Theo đó, Bộ Công Thương cho biết LG đã chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất từ Hàn Quốc về Hải Phòng. Tại hội nghị chính phủ với các địa phương cách đây một tuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng cũng cho biết đang xin chính phủ phê duyệt mở rộng một khu công nghiệp để LG mở rộng thêm sau nhà máy đầu tư được mở tại đây vào năm 2015. Cụ thể, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đề xuất điều chỉnh địa giới khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải gắn liền mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3 với diện tích 687 ha. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh mục đích xin mở rộng khu công nghiệp này để thu hút tập đoàn LG Hàn Quốc mở rộng quy mô tại đây. Ngoài LG, theo Bộ Công Thương, Panasonic Việt Nam cũng đang chuẩn bị tiếp nhận dây chuyền sản xuất tủ lạnh, máy giặt cửa đứng công suất lớn từ Thái Lan vào đầu tháng 9 tới. Hay một ông lớn khác là Apple cũng gia tăng sản xuất 3-4 triệu chiếc tai nghe AirPods trong quý 2, tương đương gần 1/3 tổng sản lượng AirPods của hãng trên toàn thế giới thông qua Foxconn, nhà cung ứng của quả táo khuyết ở Việt Nam. Hiện, Foxconn đã có nhà máy đặt tại Bắc Giang và đề xuất chính phủ xây 3 dự án nhà ở xã hội tại miền Bắc cạnh các khu công nghiệp của tập đoàn này với tổng vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. 3 dự án nhà ở xã hội của Foxconn dự tính xây tại Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Trong đó, dự án tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có quy mô lớn nhất với 16,7 ha, vốn đầu tư 3.422 tỷ đồng, khoảng 150 triệu đô la. 2 dự án còn lại ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có quy mô 6,3 ha, vốn đầu tư 2.925 tỷ đồng, hơn 125 triệu đô la. Và ở Vĩnh Phúc có quy mô 9,9 ha, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Việc kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và là động lực quan trọng thu hút nhiều hơn vốn đầu tư nước ngoài sau Covid-19. Sự rót vốn, mở rộng chuỗi sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực điện tử giúp ngành sản xuất này ghi nhận tăng trưởng khá trong nửa đầu năm dù ảnh hưởng không ít từ dịch bệnh. Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng 6 tăng 29,3% so với tháng 5 và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
Nửa đầu năm, sản xuất ngành này tăng gần 10% so với cùng kỳ, cao hơn 6% so với 6 tháng đầu năm 2019. Về giá trị xuất khẩu, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 19,3 tỷ đô la, tăng trên 24%. Điện thoại các loại và linh kiện khoảng 21,5 tỷ đô la. Dự kiến 6 tháng cuối năm, ngành điện tử vẫn bị ảnh hưởng lớn do diễn biến dịch bệnh phức tạp, có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu. Doanh thu và sản lượng toàn cầu của Samsung dự báo giảm do ảnh hưởng chung của dịch bệnh đến ngành điện tử nói chung. Samsung Việt Nam cũng dự kiến giảm mục tiêu sản xuất xuống còn khoảng 45,5 tỷ đô la trong năm 2020 so với 51,4 tỷ đô la năm 2019. Kết án oan, nguyên chánh án và thẩm phán bị kỷ luật. Liên quan đến vụ kết án oan cho vợ chồng cựu chiến binh ở Đắk Nông, chánh án và thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức vừa bị kỷ luật. Theo đó, sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản xác định, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức xét xử oan hai công dân là ông Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Thưởng, sinh năm 1962, cùng trú tại xã Búc Sô, huyện Tuy Đức. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tiến hành xử lý các công chức có hành vi sai phạm. Ông Nguyễn Hồng Trường thôi giữ chức vụ chánh án Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức và đã bị điều chuyển công tác đến đơn vị khác, đồng thời bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Phạm Văn Quân, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức, bị bố trí công tác khác và bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Trước đó, vợ chồng ông Võ Bà Thưởng đã có đơn kiến nghị đến Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị xử lý đối với ông Nguyễn Hồng Trường và ông Phạm Văn Quân. Như chúng tôi đã đưa tin, năm 2008, vợ chồng ông Thưởng và bà Võ có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, 400m² với giá 100 triệu đồng. Đến năm 2016, hai bà yêu cầu vợ chồng ông đến Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục sang tên diện tích đất trên cho ông Nguyễn Văn Cường vì hai bà này trước đó đã chuyển nhượng diện tích đất này lại cho ông Trường. Ông bà không đồng ý vì cho rằng không biết ông Cường và không đến Ủy ban Nhân dân xã làm thủ tục. Do đó, hai bà này đã làm đơn khởi kiện bằng một vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, toàn này thấy ông Võ, bà Thưởng có dấu hiệu hình sự nên đã đình chỉ vụ án dân sự, đề nghị khởi tố vụ án hình sự. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ và bà Thưởng về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện phê chuẩn và ban hành cáo trạng truy tố. Tháng 10 năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện tuyên phạt ông Võ, bà Thưởng mỗi người 24 tháng tù nhưng cho bà Thưởng được hưởng án treo. Cả hai kháng cáo kêu oan. Ngày 4 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Đến ngày 21 tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện đã ban hành các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ và bà Thưởng. Lý do là đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Sáng mùng 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tại đây, ông Nguyễn Văn Hồng, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức, thay mặt cơ quan tiến hành tố tụng Tòa án huyện Tuy Đức đã công khai xin lỗi và cải chính công khai phục hồi danh dự cho ông Võ, bà Thưởng cũng như gia đình của ông bà. Trong quá trình tiến hành tố tụng, chúng tôi nhận thấy việc cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tuy Đức đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức, tòa án đã đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín dụng, chiếm đoạt tài sản, là oan sai cho ông Võ và bà Thưởng. Ông Hồng phát biểu tại buổi xin lỗi. Lần đầu tiên trong lịch sử, đập thủy điện Trung Quốc mở toàn bộ cửa xả, khiến cá bay đầy trời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. Vào lúc 6 giờ ngày 8 tháng 7, mực nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang, Chiết Giang đạt 108,37 m và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày, hồ chứa sẽ mở toàn bộ 9 cổng để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800 m khối một giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả.
Lần duy nhất trong quá khứ, đập này mở 9 cổng xả là trong quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất hồ chứa chỉ là 103,08m. Đáng chú ý, khi các cổng xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa, mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Wow, toàn là cá đấy, một người dân thốt lên khi chứng kiến cổng thủy điện xả lũ. Theo phóng viên báo Tân Kinh Trung Quốc, Thường Chắc Cần, những đàn cá này hoặc vốn đã sống ở Hồ Thiên Đảo, nơi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang, hoặc từ các bè nuôi cá của người dân quanh Hồ Thiên Đảo do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Một số hình ảnh được cho là người dân trước Giang thu hoạch cá mè hoa do đập thủy điện Tân An Giang xả lũ. Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!